xem phim gì nhỉ? Hôm nay hai chị em tớ được bố mẹ cho đi xem phim ở rạp chiếu phim quốc gia. Chúng tớ rất là háo hức đấy. Tuy đã được bố mẹ cho đi xem phim nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tớ được đi xem phim tại rạp quốc gia đấy. Ở đây, ngoài rạp chiếu phim ra còn trưng bày rất nhiều loại máy móc cực kỳ hay ho và thú vị. Ví dụ như chiếc máy chiếu phim đèn than này, máy quay phim nhựa hoạt hình này. Chị em tớ đã cùng nhau chụp rất là nhiều ảnh cùng với những poster phim đang chiếu và sắp chiếu. Em tớ cực kỳ thích thế giới khủng long luôn. Phim cũng sắp được khởi chiếu rồi đấy. Các bạn hãy cùng ra rạp đón xem nhé. Sắp đến giờ chiếu phim rồi. Bộ phim có tên Chú Ốc Sen Bay là một bộ phim hoạt hình Việt Nam kể về chuyến phiêu lưu của chú ốc sen Tia Chớp. Bao gồm các tập phim Tia Chớp Nông Nổi, Những Người Bạn Mới, Chiếc Đèn Đẹp Nhất, Hành Trình Mới, Kỳ Nghỉ Hè Ý Nghĩa. Và đặc biệt hơn nữa, đây lại là suất chiếu không đồng. Chương trình kéo dài đến hết tháng 6, nên các bạn hãy nhờ bố mẹ cho đi xem sớm nhé. Chúc các bạn xem phim thật là vui. Xem phim của hai ông. Đi xem phim gì nhỉ? Ok bay à? Okay. Của hai ông con. Bye bye trời bằng. Chiếu phim quốc gia. Hy vọng mình sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị hơn nữa. Bye bye.